c'est le barrage. Là, là on a déjà été aussi. Et normalement, ici, je ne trouve pas, il y a le jeu de l'aquabranche. Mais alors, bon, il y a plein d'endroits pour du bateau, pour se baigner, tout ça. Mais à un moment, ici, le premier, là, on peut nager. C'est facile. Allez, hop. Thank you.
Lượm được con tôm. Tôm này làm gì ta? Cái gì đâu? Ở đây có tôm này các bạn. Ô, tôm mẹ, tôm con nè. Ai con hay đến đó lần thu. Ôi, giờ một cú à? Tôm này tôm gì quên tên này. Ở Việt Nam bán mắc không nè. Ôi, nhóc chân là bên nhỏ xíu rồi mấy con nhỏ nhóc chân. Ôi là bao xí là trời. Ôi xí gón ơi xí ạ. Ê gà là bao bơi lên ạ. Ja, hallo.